Vâng, xin chào bác là bên thiết kế xe đạp. Ván mình tiếp tục giới thiệu bác một mẫu địa hình mountain bike, mẫu Sava full carbon đến từ thương hiệu ở Đức. Thì trước đây em cũng có vẻ rất là nhiều trong những cái dòng video trước đây về nói về review qua những mẫu video giới thiệu về Sava, một trong những thương hiệu Đức rất là bền trong thời gian. Và rồi em về mẫu dòng địa hình mountain bike Sava carbon. Và bây giờ xin mời các bạn xem. Vâng, thưa quý vị, đây là cái mẫu Sava mountain bike dòng địa hình full carbon mới về bên cửa hàng bên em. Nhiều bác hỏi em về dòng mẫu địa hình carbon thì em về một chiếc đây. Thì cái mẫu Sava đến từ thương hiệu Đức này thì không còn gì xa lạ đối với bác nữa rồi. Cũng nhiều bác hỏi em về mẫu Sava thì nay mới về được một chiếc dòng địa hình bác nhé, carbon dòng mountain bike full carbon, khung bản to nhé bác nhé. Thì so với những mẫu trước đây em về thì cái mẫu này là mẫu model đời mới, được cải tiến hơn so với các mẫu khung trước, sẽ được cải tiến hơn với bộ khung của xe. Đây, thiết kế cho bộ khung chắc chắn hơn so với trục giữa bộ khung, bản khung sẽ to và dày hơn, thiết kế theo phong cách hiện đại. Dành cho bác yêu thích những cái dòng xe mountain bike carbon địa hình đến từ thương hiệu ở Đức. Sava Sivat, Sava Carbon đúng không nào? Germany đến từ thương hiệu Đức à, design Germany, Sava team là đội đua nhé, đội hình team Sava team. Với tông màu chủ đạo tông màu đen và màu da điểm chỉ màu da cam và xanh trên khung xe rất nổi bật, phối màu rất đẹp đấy. Cổ phốt ki đông chính hãng của Sava, cổ phốt ki đông Sava với bản thao xe đã lắm cao su đúc cũng rất là êm. Xe trang bị với 9 tầng lip của Shimano Antut, bằng trước sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Shimano, đằng sau sử dụng mấy bộ phanh Shimano phanh dầu. Giảm sóc của Sava, giảm sóc dầu với bản theo xe, vành nhôm chính hãng của Sava, vành zin với bản theo xe luôn các nhá, lốp CST, lốp còn rất là mới. Super MTB chuyên dành cho mẫu xe địa hình và đội hình đạp xe địa hình team nữa nhé, Sava team. Mẫu model này là model đời mới, đạp địa hình cải tiến hơn so với những mẫu trước đây em đã về. Đây là các hình thiết kế bộ khung rất là hiện đại, cổng yên chính hãng của Sava, cổng yên nhôm Sava, yên với bản theo xe, yên zin Sava. Đùi đĩa trục rỗng Shimano, đùi đĩa trục rỗng Shimano. Củ đề sau là củ đề Shimano Antut, được trang bị với 9 tầng lip. Đằng sau sử dụng với vành mặt đạn gối lổ nhé, chính hãng của Sava, lốp CST. Mặt đạn gối lổ. Mình cho bác thích những thương hiệu Đức bền bỉ theo thời gian và trọng lượng nhẹ cho những mẫu địa hình khác, thiết kế theo phong cách hiện đại, model đời mới Sava con. Và bây giờ xin mời con chiều cao đứng của khung xe 45. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 45, chiều ngang khung là size 50-55. Thiết các bác cao từ 1m6 đến 1m7 đi vừa.
xà trang bị với 9 tầng lip, may là bạn cuối đổ lên lip rồi. Bây giờ phải trang bị với 3 phần đĩa với trục giống của Shimano, xuống đĩa, lên đĩa. Vào lớp này đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình mountain bike, xe Sava đến thương hiệu Đức, khung carbon, được trang bị với gầu rút Shimano Alpus, bùa trục giống Shimano, may cuối lỗ vành Sava, kim theo xe và xe đã tốt với anh em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bắt mặt có liên hệ qua Zalo 0975 709 943, có lên YouTube tiền kia xe đạp, đăng ký theo dõi kênh và sẽ có trên ngày mai.